Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập năm 1999 từ một doanh nghiệp làm trường học theo chủ trương xã hội hóa giáo dục. Đến nay, sau chưa đầy hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt nhiều thành tích vượt trội và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các tỉnh phía Nam và cả nước. Ngay từ ngày thành lập, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xác định sứ mệnh không ngừng nâng cao giá trị bản thân người học thông qua thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp, trở thành người công dân toàn diện, vừa hồng vừa chuyên, hội nhập vào dòng chảy toàn cầu. Với mục tiêu đem đến cho người học môi trường học tập năng động, hiện đại, hàng năm, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại, đảm bảo chỗ học cho hơn 20.000 sinh viên, tạo việc làm cho hơn 2.000 cán bộ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng. Đến nay, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có những bước tiến vượt trội trong công tác đào tạo với 54 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành, sức khỏe, kinh tế, xã hội, nhân văn, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, mỹ thuật. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì là của chúng tôi hiện nay là trường trong mô hình của doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam thuộc khối viện trường của Bộ Công Thương. Cho nên từ cái góc nhìn của doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi đã mời được rất nhiều các giáo sư tiến sĩ đầu ngành, các thầy hiệu trưởng hiệu phó của các trường lớn như Đại học Quốc gia, Đại học Vùng về tham gia xây dựng trường. Thì đấy là một cái thế mạnh là các thầy đã xây dựng được cái sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục của giáo dục đào tạo của Đại học Nguyễn Tất Thành. Đại học Nguyễn Tất Thành lấy sứ mạng và tầm nhìn theo cái hướng là kết nối với các doanh nghiệp. Mình muốn mở một ngành khoa học sức khỏe thì mình phải có đội ngũ, coi như là các thầy cô rất là giỏi chuyên môn và vững vàng về cái y đức. Chúng tôi áp dụng quy luật giá trị, tức là chúng tôi thực sự phải đầu tư về cơ sở vật chất, đầu tư về chương trình đào tạo, đầu tư về đội ngũ giảng viên để làm sao mà không ngừng nâng cao cái chất lượng đào tạo của khoa dược. Và với cái cách như vậy thì chúng tôi đã thành công trong cái việc mà xây dựng cái khối ngành khoa học sức khỏe, đặc biệt là khoa dược. Mang trong mình sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường đại học trọng điểm đào tạo đa ngành có uy tín tại Việt Nam và khu vực. Trong đó, khoa dược là khoa mũi nhọn mang tính chiến lược của trường. Ra đời từ năm 2008 đến nay, khoa dược đã khẳng định được vai trò, vị thế trong lĩnh vực đào tạo dược sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Chương trình đào tạo ngành dược được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và tham khảo nhiều chương trình uy tín trong nước và quốc tế. Đội ngũ giáo viên luôn cập nhật kiến thức chuyên ngành và liên ngành với sự hướng dẫn hỗ trợ về chuyên môn của các giáo sư, tiến sĩ. Phòng học được hiện đại hóa, trang thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn châu Âu đã được tăng cường đầu tư cho khoa dược. Đến nay, khoa đã có 26 phòng thực hành, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên. Phòng bào chế, phòng dược liệu, phòng kiểm nghiệm, phòng hóa dược, dược lý, dược lâm sàng. Bên cạnh công việc chính là giảng dạy, đội ngũ giảng viên khoa dược còn hăng say nghiên cứu khoa học. Với 9 báo cáo cấp khu vực, 4 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp thành phố và 5 đề tài đang được nghiên cứu, 12 bài báo quốc tế đăng trên những tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới, 25 bài báo đăng trong các tạp chí uy tín trong nước về các lĩnh vực dược học, hóa học, sinh học, thực hành y khoa. Khoa dược đã vinh dự nhận được sự quan tâm của các cơ quan nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng và phát triển khoa ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Thì đối với khoa dược của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tôi có điều tâm đắc nhất, đó tức là đội ngũ giáo viên của chúng tôi ngày càng trưởng thành. Đến ngày nay thì riêng cái cơ hữu chúng tôi đã có hàng trăm rồi, tiến sĩ và thạc sĩ và có cả phó giáo sư và giáo sư. Và hiện nay thì 26 phòng thí nghiệm mà trang bị đầy đủ để cho sinh viên có thể theo học được và có thể từ đó có nhiều kiến thức để sau này ra trường để trở thành một dược sĩ hoàn chỉnh được. Trong định hướng của tôi, đội ngũ giáo viên làm thế nào mà càng ngày càng trưởng thành về kiến thức, chuyên môn, tức là phải nâng tầm lên thạc sĩ rồi tiến sĩ, nhưng mà bên cạnh đó thì phải có khả năng ngoại ngữ, nhất là Anh văn đạt chuẩn quốc tế để mà có thể tham gia giảng dạy ở các trường bạn như là Malaysia rồi như là Thái Lan, vân vân. Song song với phát triển chương trình đào tạo,
Khoa Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thực hiện ký kết đưa sinh viên đến thực tập chuyên môn tại các bệnh viện lớn uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Nhân dân Gia đình, Bệnh viện Trương Vương, Bệnh viện 175, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quận 7, Bệnh viện Quận 11, Bệnh viện Quận Tân Phú, liên kết với các công ty dược tại thành phố Hồ Chí Minh để đưa sinh viên đến thực tập, thâm nhập thực tế và trải nghiệm công việc tương lai. Nhiều công ty uy tín hàng đầu Việt Nam đã đánh giá cao về chất lượng sinh viên của khoa và tiếp nhận sinh viên làm việc sau khi ra trường. Chú trọng trang bị y đức, kỹ năng cho sinh viên là một phần quan trọng trong chương trình học của khoa dược, bao gồm đạo đức nghề nghiệp, tiếng Anh, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm. Song song đó, khoa còn thực hiện chuẩn hóa, phổ cập công nghệ cao để sinh viên ứng dụng vào thực tiễn, tự tay bào chế và thử nghiệm thuốc bằng những công nghệ hiện đại tối ưu nhất, theo kịp sự tiên tiến của ngành dược tại các trường đại học hàng đầu khu vực. Những chương trình này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được lôi cuốn vào thực tiễn công việc, được trải nghiệm trong môi trường trẻ trung, sôi động và thách thức của doanh nghiệp. Sinh viên có thể tự tin sử dụng tri thức và năng lực của mình tham gia vào thị trường lao động của khu vực ASEAN và quốc tế, có cơ hội nhận những suất học bổng ở các trường đại học danh tiếng tại các quốc gia nổi tiếng về khối ngành sức khỏe như Mỹ, Nhật, Australia, New Zealand, Hàn Quốc. Sinh viên tốt nghiệp khoa dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đảm nhiệm tốt các vị trí công tác tại nhà thuốc, công ty dược, khoa dược bệnh viện, nhà máy dược phẩm, trường đại học, viện nghiên cứu. Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không ngừng phát triển mô hình câu lạc bộ học thuật và câu lạc bộ văn thể Mỹ. Câu lạc bộ học thuật dược khoa là môi trường học tập, rèn luyện, tạo cho sinh viên cơ hội thể hiện toàn diện khả năng của mình. Đây cũng là nơi trao đổi, chia sẻ kiến thức giữa sinh viên với nhau và tiếp thu thêm kiến thức chuyên môn sâu rộng về ngành dược qua kinh nghiệm của giáo viên ngoài giờ học. Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khoa dược đã đưa ra mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2020 như sau: tăng cường phát triển chất lượng đội ngũ giảng viên, đưa chất lượng đào tạo khoa dược lên thế mạnh hàng đầu trong khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, mở ngành đào tạo thạc sĩ dược theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường hợp tác với các trường đại học danh tiếng nước ngoài để trao đổi chương trình, trao đổi giảng viên và sinh viên, mở các lớp theo chương trình tiên tiến đạt chuẩn tiếng Anh giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị y tế để tạo điều kiện việc làm tốt nhất cho sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp. Với phương châm giàu y đức, giỏi chuyên môn, dấn thân vì cộng đồng, mục tiêu của khoa dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp. Đây là nguồn nhân lực đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng cao, tham gia vào thị trường lao động trong nước và quốc tế, góp phần đưa khoa học nước nhà cùng hội nhập và phát triển.